Chào tất cả mọi người nha, hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại chợ đêm Trơn Thành nha quý vị. Một địa điểm mới và hấp dẫn để thu hút tất cả những công nhân viên cũng như là người dân tại khu vực này về đây vui chơi, giải trí, ăn uống nha quý vị. Và tại ngã tư Trơn Thành về đêm này thì cực đẹp nha quý vị. Cực đẹp. Đó, chợ đêm Trơn Thành nha quý vị, ngay chợ đêm Trơn Thành. Nhiều khu vực ẩm thực về đêm. Đẹp lắm nha quý vị, rất là đẹp nha. Khu vực này thì kế trung tâm thương mại Trơn Thành Lạc Gia ngay góc ngã tư Trơn Thành. Và ở đây thì nhiều dãy shop house cũng đã bật mở lên. Xin mời cả nhà chúng ta cùng vào chợ đêm để tham quan nha. Rất là nhiều gian hàng được bày bán mở lên. Có cả cơm lam rồi ốc, rất là ngon nha. Chưa ăn thì ta lại ăn cho biết. Bánh xèo miền Tây. Cực kỳ đẹp nha quý vị, cực đẹp. Khu vực này thì hiện tại đang là khu vực hot nhất của thị xã Trơn Thành và được nhiều tiểu thương cũng như là người dân về đây để tham quan cũng như là vui chơi trong tại thời điểm này nhé. Nhiều gian hàng được mở lên. Cực kỳ đẹp, cực kỳ nhộn nhịp, đông đúc nha quý vị. Đẹp và nhộn nhịp, đông đúc. Từ dưới lên trên thì qua là 300 ngàn. Giờ tiệm về quán là 70-80 ngàn. Với một khu vực thì đang phát triển thì chúng ta là thấy những cái cảnh như thế này, và kể cả ở khu vực này trên khắp Sài Gòn thì chúng ta cũng thấy những chợ đêm như thế này, chứng tỏ là một khu vực cực kỳ phát triển để chúng ta mới có thể là có những cái hình ảnh và những cái trang chợ đẹp như thế này nhé. Trước mắt chúng ta là mặt tiền đường quốc lộ 14, cũng là mặt chính của trung tâm thương mại Trơn Thành Lạc Gia, cũng là cổng chính của hội chợ như vậy, cũng là cổng chính của hội chợ. Khi chúng ta tới ngã tư Trơn Thành từ Bình Dương lên, chúng ta sẽ phải 100m là chúng ta sẽ tới hội chợ. Rất là đông đúc. Đông đúc nha. Rồi cả nhà chúng ta lên thăm hội chợ Trơn Thành nha. Thì ghé đây nha, đang rất là đông nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.